Xin mời các tiểu động viên chúng ta cùng ra sân. Xin mời các tiểu động viên chúng ta cùng ra sân cho các bạn ạ. Vâng, các bạn lớp thì nhớ một trong rất là quan tâm. Dù chưa được tuổi nhưng các bạn rất quan tâm để giành chiến thắng trong trận chung kết ngày hôm nay. Lên trận bóng ngay tại đây rất phút. Vâng, trọng tài tiến giao đã phải dừng coi để cho các cổ động viên quay đi chuyển bóng ạ. Vâng, chủ nhiệm của lớp nhân đội rất là đặc biệt. Một pha ném bóng cực kỳ mạnh. Vâng, một pha chuyển bóng về cho các cầu thủ lớp nhân đội. Xin mời lên. Vâng, một pha chuyển bóng lên của thủ môn cho các bạn ở phía trên. Vâng, pha chuyển bóng mất đi. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại ạ. Tất cả những sự hội ý hay là thanh người đều phải được sự đồng ý của trọng tài tiến giáp ạ. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa. Tiếp tục là một pha bóng rất là hấp dẫn của các bạn nữa, rất là tốt ạ.